Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Hải Trader. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024. Thì giá vàng hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Thì cũng kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn một tuần mới giao dịch thật là nhiều lợi nhuận nhất có thể. Và cũng như là chúng ta sẽ kiếm thật nhiều những cái kèo đẹp để chúng ta vào lệnh đạt cái tỷ lệ thành công cao và cũng nhiều năng lượng để chúng ta làm việc cho một tuần mới. Thì mình sẽ đi phân tích giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay để đưa cho các bạn một góc nhìn khách quan nhất về vàng. Thì giá vàng ở trong thứ sáu tuần vừa rồi nó đã móng cỡ một cái cây nến rất là kinh khủng từ 2044 lên tận đến 2082, 40 giá và hơn 40 giá. Thì đây là một cái cây nến nó gọi là tăng rất là mạnh, lực tăng rất là nhiều. Rất có thể là nó sẽ phá qua được cái vùng đỉnh cũ trước đấy là cái vùng 89 này. Các bạn nhìn thấy, đây là vùng 89 ở khung ngày nhé. Hiện tại thì nó đang nằm dao động ở trong cái vùng này. Thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích trong ngày hôm nay. Thì trước tiên là mình sẽ điểm qua những cái tin tức chính. Về các tin tức chính ngày hôm nay thì không có tin gì về đồng đô la Mỹ. Chúng ta chỉ có tin về 2 giờ chiều là CSF và CPI thôi. Nhưng mà đồng CSF này thì mình cũng ít khi mình đánh. Nên là chúng ta sẽ chuyển sang quỹ của FBR. Quỹ này thì đã có động thái mua vào sau khi mới được tăng mạnh như vậy vào hôm thứ sáu tuần vừa rồi. Thì quỹ này sau khi mua 0,86 tấn vàng thì kỳ vọng là quỹ này là chắc sẽ còn mua tiếp trong thời gian tới. Thì vì với cái lực tăng như này thì giá vàng rất có thể là nó sẽ phá qua được đến cái vùng này, tiệm cận lại cái vùng 2147 trong tương lai. Còn trong ngày hôm nay thì đây là biểu đồ của khung ngày. Thì mình có hai cái mình muốn nói các bạn ở đây. Là hôm nay giá vàng thì hôm thứ sáu tuần vừa rồi giá vàng tăng nhưng mà giá DXY nó cũng giảm một nhịp nhẹ thôi. Và giá vàng tăng mạnh như vậy nhưng đã có lúc vàng với DXY nó đồng thuận đi với nhau. Thì giá DXY nó đang nằm tiệm cận ở cái vùng kháng cự đây rồi. Đây là tiệm cận của vùng kháng cự của DXY đây. Đấy. Và sau khi tiệm cận này thì DXY nó sẽ có thể có nhịp hồi xuống. Ngày hôm nay nó sẽ chỉ lên nhẹ lại cái vùng 104.53 thôi. Hoặc thậm chí là nó chỉ lên nhẹ lại đến cái vùng 104 tròn thôi. Thì chúng ta sẽ về đến khung nhỏ hơn là đến khung 1 giờ. Khung 1 giờ này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái ở khung 1 giờ DXY đây. Sau một cái chập đi ngang rất là mạnh thì DXY nó đã giảm một cái nhịp. Đây cái hôm thứ sáu này có những cái lúc mà giá đi đồng thuận với vàng này, sau đấy nó cắm xuống sau này. Tức là cái lúc trong lúc vàng tăng ấy, thì DXY nó cũng tăng cùng nhưng mà sau đấy nó mới cắm. Thì đây nó là một cái tín hiệu gọi là lạm phát nó cũng khá là kinh khủng các bạn ạ. Thì hôm thứ sáu tuần vừa rồi mình nghĩ là với những cái người mà người ta chơi theo trường phái gồng lệnh ấy, thì hôm đấy các bạn sẽ là cái hôm mà các bạn thua lỗ rất là nhiều. Nhưng với mình thì mình chơi theo phương pháp không gồng lệnh, tức là đến cái lúc lúc này là lúc 9 10 giờ tròn nhé. Ở vùng 56 thì mình báo các bạn ba sell ở 56, về đến 47 thì mình báo các bạn chốt hết và mình báo các bạn đi ngủ hết cái tin đấy, mình không đánh cái tin 10 rưỡi. Thường thì mình không thức quá khuya, đặc biệt là hôm thứ sáu đó. Thế nên là hôm nay thì mình sẽ đi phân tích vàng từ khung ngày về. DXY thì nó đang trong một cái đà thế là có thể giảm tiếp vì nó đã tạo mô hình nến đảo chiều này và nó đã nằm trên vùng kháng cự này, và sau khi đấy là Bollinger Band của nó thì đang rất là đẹp rồi. Thì như vàng ở trên khung này thì như hôm trước mình có kể lại cho các bạn này, như hôm trước mình có kể lại cho các bạn một cái mô hình tam giác, thì liệu giá nó có test cái cạnh tam giác này không thì đấy nó là một cái vấn đề đang còn xem xét. Ngày hôm nay thì giá vàng nó chạm kháng cự và nó vẫn đang mở cửa tại một cái cây rất là ít người giao dịch. RSI thì nó đang nằm trên quá bán rồi và Bollinger Band thì đang mở ra. Thì chúng ta sẽ về đến khung 4 giờ.
Về đến khung 4 giờ thì chúng ta nhìn thấy bức tranh rõ hơn cổ vàng. Đó, ta đang làm trong quá bán rất là nhiều rồi. Và đây là cái mô hình tam giác của cái khung này. Thì nếu mà giá nó không có test cạnh tam giác, nó chỉ test một nhịp thôi, thì mình vẫn đang kẻ ra cái vùng 62 đây, 67. Thì đây nó chính là cái vùng mà nó có thể test về. Vì tại sao nó lại test về? Vì đánh chính khung này ấy, thì chúng ta sẽ phải về những khung nhỏ hơn để chúng ta phân tích. Thì đây chúng ta về đến khung 1 giờ, thì nếu mà nó test về đây thì nó test về cái cạnh của cái đường A20 này. Đấy, mình vẫn ghim cái vùng này. Thì chúng ta sẽ cùng về đến khung nhỏ hơn nữa là khung M15 để chúng ta nhìn cấu trúc thị trường. Cấu trúc thị trường thì như ngày hôm nay ấy, chúng ta có thể canh sell được ở vùng 85 đến 87. SL chúng ta đặt ở vùng 91. Đây là cái kéo canh sell nhỏ này. Tại sao mình canh sell đây? Vì là ai đang hướng xuống này, nến đang hướng xuống này, thì chúng ta có thể vào một cái lệnh ở cái khoảng này. Khoảng này cũng được, các chúng ta vào luôn lệnh ở đây cũng được, nhưng mà nó sẽ tỷ lệ ít hơn. SL thì chúng ta nên đặt ở vùng 93 nhé, 93. SL chúng ta sẽ đặt ở vùng 93, và TB thì chúng ta sẽ TB về cái vùng 70 là đặt tỷ lệ 11. Đây là lấy cái kéo ăn thật ngắn thôi nhé. Thứ hai nữa là TB về vùng 67 thì chúng ta đạt tỷ lệ 15.2. Đấy là về cái vùng này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ canh mua lên chứ mình không canh bán nhé. Kèo chính của mình ngày hôm nay canh mua lên. Mình biết là các bạn sẽ kẹt lệnh rất là nhiều ở vùng dưới này. Nhưng nếu mà chúng ta sẽ ngày hôm nay mình sẽ có những cái vùng canh mua lên ở vùng 69 và vùng 66, thậm chí là xuống vùng 62. Đây, mình sẽ canh mua lên trong khoảng này. Mình sẽ kẻ lại cho các bạn. Về cái kèo chính cho ngày hôm nay, cái kèo vừa rồi mình nói là kèo phụ. Kèo phụ thì chúng ta canh sell xuống thì chúng ta ăn con sóng hồi thôi. Nhưng ăn con sóng hồi chúng ta chỉ đi nhỏ thôi, vì nó rất nguy hiểm. Bollinger Band này đang bó rất hẹp để cho một cái cú giảm hoặc tăng. Thì đây là khung M15. Thì về cái kèo chính cho ngày hôm nay, đây mình sẽ kẻ ra. Về cái kèo chính cho ngày hôm nay thì mình sẽ canh mua lên ở vùng 69, 67 về đến 69, 67 hoặc là vùng 62 các bạn nhé. Đây mình sẽ canh mua lên ở đoạn này. SL thì chúng ta sẽ đặt SL ở vùng 55. Và TB thì chúng ta sẽ TB lên cái vùng 87, 89. Đây là tỷ lệ 14. Và chúng ta nếu kỳ vọng cao hơn thì chúng ta sẽ TP về 2.100, nó là vùng con số tròn, thì đạt tỷ lệ 2.44. Đây là về kèo chính cho ngày hôm nay, các bạn có thể lốt ra để chơi. Còn về cái kèo canh sell ấy, thì chúng ta chỉ canh nhỏ thôi nhé. Mình hôm nay mình sẽ canh mua ở hai vùng, vùng 68 cho đến 65. Hoặc là sâu hơn thì chúng ta sẽ về đến vùng 57. Nhưng mình nghĩ về vùng 57 thì khó lắm. Nó chỉ về vùng 68 cho đến 65 thôi. Và chúng ta sẽ SL vùng 55. Và TB nên chúng ta sẽ theo hai mức TB, TB là 2085 và 2100. Đây là về cái nhận định xu hướng giá vàng của mình. Thì kính chúc tất cả quý anh chị một ngày mới thật là nhiều lợi nhuận nhất có thể. Xin chào tạm biệt các bạn.